Tôi là Victoria. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giới thiệu về bản thân một cách căn bản nhất. Bài giới thiệu về bản thân một cách căn bản nhất bao gồm 5 thông tin sau. Thứ nhất là name, tên. Thứ hai là age, tuổi. Thứ ba là hometown, quê quán, nơi ở. Thứ tư là occupation, nghề nghiệp. Và thứ năm là hobby. Chúng ta sẽ bắt đầu với tên. Để giới thiệu tên của chúng ta sẽ dùng cấu trúc sau. My name is, hoặc I am, hoặc I'm. Ví dụ tôi là Victoria, tôi sẽ giới thiệu rằng My name is Victoria or I'm Victoria. Còn để hỏi tên thì chúng ta hay dùng câu hỏi đấy là What's your name? What's your name? Và tiếp theo đấy là thông tin về age, về tuổi của chúng ta. Chúng ta vẫn dùng cấu trúc I'm cộng với số tuổi của mình. Ví dụ như tôi 25 tuổi, tôi sẽ nói rằng I'm 25 years old. I'm 25 years old. Tôi 25 tuổi. Và để hỏi tuổi chúng ta hay dùng cấu trúc How old are you? How old are you? Và tiếp theo thì chúng ta đến với hometown, tức là quê quán nào. Hỏi về quê quán chúng ta sẽ hỏi Where are you from? Hoặc Where do you come from? Where are you from? Chúng ta trả lời I'm from cộng với quê quán của chúng ta. Where do you come from? Trả lời I come from. Sự khác nhau giữa hai câu hỏi này đấy là khi chúng ta dùng to be thì chúng ta trả lời là I'm. Còn khi mà dùng trợ lực từ do thì chúng ta trả lời I come. Đấy là sự khác nhau duy nhất, còn nghĩa thì nó như nhau. Ví dụ tôi đến từ Thanh Hóa thì có hai cách nói I'm from Thanh Hóa or I come from Thanh Hóa. Và quê quán thì nó khác với nơi ở hiện tại. Để mà hỏi nơi ở hiện tại chúng ta hay hỏi bằng cấu trúc Where are you living now? Where are you living now? Bạn đang ở đâu? Và trả lời I'm living in cộng với tên thành phố hoặc I'm living on cộng với tên đường thì tùy vào nơi mà bạn đang ở. Ví dụ như tôi đang ở Hà Nội, I'm living Hà Nội now. Nhưng tôi đang ở đường Khuất Duy Tiến thì tôi phải nói rằng I'm living on Khuất Duy Tiến Street. Trước tên đường thì chúng ta hay dùng giới từ on và thành phố thì dùng giới từ in. Bạn lưu ý một chút như vậy, ok? Tiếp sau đây thì chúng ta đến với một thông tin khác, đấy chính là occupation. Occupation tức là nghề nghiệp hay còn gọi là job hoặc là work là tùy vào chúng ta. Khi giới thiệu về nghề nghiệp thì bạn vẫn dùng cấu trúc am, ơ, ân cộng với tên nghề nghiệp của mình. Ân sẽ đứng trước năm nguyên âm mà chúng ta hay gọi là uể oải để cho dễ nhớ, còn ơ thì đứng trước tất cả các phụ âm còn lại. Tôi lấy ví dụ luôn về nguyên âm và phụ âm. Ví dụ như tôi là một giáo viên thì tôi sẽ nói I'm a teacher. Nhưng khi tôi nói tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh, khi mà đứng trước nguyên âm thì phải nói thành I'm an English teacher. Bạn hiểu không ạ? Và đối với cái phần về nghề nghiệp thì chúng ta sẽ có hẳn một bài học nói sâu về phần nghề nghiệp, nói về lĩnh vực, về vị trí của bạn. Vì vậy mà chờ đến video sau. Còn bài này chúng ta chỉ cần biết cách giới thiệu tôi làm gì là ok rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần hobby, nghĩa là sở thích của chúng ta. Sở thích của chúng ta vẫn dùng cấu trúc My hobby is hoặc My hobbies are. Sở thích của tôi là, những sở thích của tôi là. Ví dụ tôi thích nghe nhạc thì tôi sẽ nói rằng My hobby is listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Sở thích của tôi là nghe nhạc. Và sau đây thì tôi sẽ làm một đoạn một thoại mẫu để giới thiệu về bản thân tôi một cách căn bản nhất bao gồm 5 thông tin trên. Are you ready? Okay, let's go. Hello, my name is Victoria. I'm 25 years old. I come from Thanh Hóa, but now I'm living in Hà Nội. I'm an English teacher. My hobby is listening to music. Đấy, như vậy là tôi vừa giới thiệu về bản thân tôi bằng 5 thông tin như trên. Chỉ sau 5 phút học mà bạn đã có thể giới thiệu một đoạn ngắn nhưng lại có 5 thông tin tương đối căn bản và đầy đủ về bản thân như thế thì thật thú vị không nào? Vì vậy mà hãy đón chào cái bài tiếp theo của chúng ta, đấy chính là giới thiệu về bản thân một cách chi tiết và thú vị hơn. Thanks for watching. Bye bye. See ya.